Chào các bác. Cái hộp đồng hồ của bác Hoàng ở Khánh Hòa, số điện thoại cuối là 36634. Được chưa? Đây là gói thư của bác đây. Và cái đồng hồ. Đấy, là họ có bọc cũng sốc khá là tốt. Bọc cũng sốc khá là tốt đúng không ạ? Đó. Đấy, cẩn thận. Đó. Đây, bọc cũng sốc rất là nhiều. Thư của bác thì bác ghi như sau. Đây, bác ghi như sau: đồng hồ của em bị hỏng, cụm tóc không khắc phục được, thay mới giúp em, lau dầu lịch ngày với lịch năm lỗi bác. Cái gì đây? Bác cái gì lại giúp em? Bác không, em không rõ nữa. Cảm ơn bác. Đây là cái thư của bác ấy. Đây, em sẽ mở cái đồng hồ của bác ra để xem. Cái này nó dán băng dính các bác ạ, nên là khá là khó bóc. Rất là khó bóc. Đó. Mất thời gian. Các nào cần liên hệ với em, các bác vào Zalo nhé. Bên trên Zalo tìm kiếm các bác đánh số điện thoại này vào này. Ra Zalo của em. Bác nhắn tin giúp em, các bác đừng gọi ạ. Đó. Cảm ơn. Và trong quá trình làm thì em không đeo găng tay đâu. Em đều rửa tay trước khi làm hết. Kể cả em nấu nhà em nấu cơm em cũng chả bao giờ đeo găng tay cả đâu. Nấu cơm nhà ăn đấy. Đây này các bác này. Đây các bác nhìn này, các bác thấy tóc này. Cái này là bị tháo ra rồi các bác, chứ không phải là nó bung được như này đâu, đúng không ạ? Mà các bác nhìn thấy vết xước hết này. Đấy, trong thư ghi là đồng hồ bị hỏng cụm tóc không khắc phục được, thay mới giúp em, lau dầu lịch ngày với lịch năm lỗi đấy, vân vân. Con này tháo ra kiểm tra. Cái bị trường hợp như này chắc là do tò mò tháo ra đây các bác. Đấy. Chứ không bao giờ nó bị bung bung được ra như này đâu. Đúng không? Đấy. Ốc con này cũng không có này. Này, cầu tóc thì gạt lung tung này. Cầu tóc thì gạt lung tung này. Đấy. Đúng không? Các bác thấy không? Đây, cầu tóc này. Đây là tóc đây. Đây, tóc đây. Đấy, em nhìn qua thì em đã thấy là nó bị hỏng này các bác này. Tinh sẽ thấy là nó bị gãy chân chân kính cầu tóc này. Đây này. Các bác nhìn riêng các bác thấy nó gãy chân trên đúng không? Gãy chân trên. Chân phía trên đi các bác. Đó. 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 Kiểm tra ngựa xem nào. Ngựa vẫn đá các bác. Ngựa vẫn đá. Đó. Tức là máy vẫn bình thường các bác nhé. Phần máy không bị làm sao cả. Đấy, và cái chữ ở đây này, bác nhìn thấy cái chữ ở đây nó bị mất hết rồi. Đấy, nếu mà không cẩn thận thì những cái chữ này mà nó rơi vào máy này, rơi bên trong máy ấy, tức là nó kẹp bên trong, tại vì nó có dính dính mà, nó có cái độ dính này, nó sẽ dính vào trong máy này. Đấy, và nó sẽ gây ra kẹt máy đó. Máy này có đang căng cót. Đấy, kiểm tra này biết là đang căng cót, cót căng hết cỡ rồi. Bây giờ cứ cố lên nữa là không được. Đấy, căng cót rồi. Đấy, và máy vẫn bình thường. Nhưng kiểm tra qua em thấy máy vẫn bình thường. Đây, các bác nhìn thấy cái kim này, đầu kim này. Bị chóc hết sơn này. Chóc hết sơn này. Đó. Rồi em sẽ quay xem nào. Hay kể cả cái kim nhỏ này cũng thế này. Kim nhỏ chóc hết sơn này. Đó. Đó.
Những trường hợp này con này làm rất là mệt. Đấy, không thấy lịch nhảy như nào cả. Lịch nhảy toàn chữ tàu đó. Chữ tàu, chữ nhật gì đấy em chả biết được, nhưng mà em không đọc được. Thì em rút. Rút ngoại ngữ. Rút ngoại ngữ. Đó. Vậy thì con này à, và dây thì các bác. Dây của nó cũng để lâu rồi này. Nó hỏng dây này. Đó. Nó toát hết dây này. Đó. Chị đây này. Mang nhìn thấy nó bóng bung hết rồi. Bóng bung hết rồi. Đó. Thì con này cứ trước tiên phải tìm cái tóc thay cho nó đã. Đây, các bác nhìn thấy cái dây nó mủn ra, rơi ra ngoài. Cái này mới rơi vào máy to, đúng không? Đấy, bây giờ về cái tóc này thay thử đã. Thay thử đã. Test thử đã các bạn. Đó. Và không có con ốc nhá. Đấy, không có con ốc lắp lắp vào đây nhá. Ốc lắp lắp cầu tóc không có như này. Không thể có. Đó. Tháo ra bác ấy chắc bác tò mò tháo ra làm rơi mất rồi. Đó. Đây là cái đồng hồ của bác Hoàng ở Khánh Hòa. Hoàng ở Khánh Hòa. Rồi chào các bác.